Quý vị, quan tài Broken English có xứng đáng giật được chức phó thị trưởng? Nỗi nhục cho chính hắn và cho cả người Việt Nam sống tại Mỹ. Mời quý vị theo dõi. Coi là anh ta chửi gì nữa nha quý vị nha. Tao chửi đủ má tụi mày có đúng hay không? Đủ má, đủ cha, đủ mẹ gì tụi bay tao chửi hết á. Tao không có cái từ gì mà nó đi vô trong đầu của tụi bay, nó làm cho tụi bay thức tỉnh được là tao sẽ chửi, tao sẽ dùng cái từ đó đó. Tụi bay tha hồ, tụi bay quote tao, tụi bay tha hồ, tụi bay repost luôn. Quý vị vừa nghe là cách của Nam Quang nói không? Tao chửi được tất cả những từ gì tao có thể chửi để tụi bay thức tỉnh thì tao sẽ chửi hết. Vậy thì chứng tỏ là ông nghị viên này có một cái cách mà để cho con người thức tỉnh bằng cách là chửi. Sau này mà ông nghị viên mà đưa ra một cái kế hoạch hay một chiến thuật gì đó mà không người dân không đồng ý thì ông nghị viên sẽ chửi. The face lắp bóp như vậy nè, bút cho nó bụp 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 như vậy nè, cho văng răng ra hết, cứt đá gì văng ra hết, tùm lum hết, sáng lại rồi gì văng ra hết luôn, chích ampicillin vô rồi chích rồi thuốc sốt rét, cái gì đó hand sanitizer là mình xức vô mặt tụi nó hết luôn, cho tụi nó là xong hàng tụi nó luôn. Cái tụi khốn nạn đó, tụi bay không có trái tim và tụi bay không có cái đầu luôn, đâu phải chửi vô mặt của tụi mày á. Mình đối đầu với lại mấy tụi thức xanh, những cái thằng mà bưng bô không có trái tim á, nó không có là con người nữa thì mình phải dữ dằn lên để mình đập cho nó một trận. Mà đập vậy nó còn chưa sợ nữa, tại tụi nó mặt dài quá, mặt bưng bô mà dính cứt dính đồ tùm lum tùm la đó, nó còn chưa sợ nữa, nó liếm bô nó còn không có sợ nữa thì mình chửi nó chỉ có vài chữ DM tiếng Đan Mạch đó mà nhầm nhò với tụi nó. Tụi súc sanh vô cảm, mặt mũi nó không biết nhục, nó không biết nhục quý vị, thật sự là nó không biết nhục. Cho nên là cái chuyện mà mình nói là mình vẫn phải nói thôi. Nó không biết nhục thì mình biết là chuyện tụi nó không biết nhục rồi. Thằng David Lee, rồi thằng Hùng Que,